Thưa quý phụ huynh, tôi sẽ hướng dẫn quý phụ huynh cách tạo nộp bài tập cho các bé ở trong lớp trên trang padlet.com. Đầu tiên chúng ta chọn vào link, sau đó trình duyệt sẽ chuyển chúng ta lên trang padlet, nơi mà chúng ta sẽ tải các hình ảnh bài tập của các bé lên. Cụ thể như các hình ảnh ở trên màn hình thì đầu tiên chúng ta phải có một tấm hình đã chụp các sản phẩm của các bé và lưu vào trong máy tính này. Tiếp đến chúng ta chọn nút dấu cộng ở dưới cùng bên tay phải. Chúng ta nhập vào tên của bé cần nộp bài. Ở dưới cùng chúng ta ghi nội dung như là bé nộp bài tập chẳng hạn. Tiếp đến chúng ta có thể chọn một trong các nút tải lên ở đây, hoặc nút camera, hoặc nút tạo được liên kết. Tuy nhiên ở đây quý vị sẽ chọn vào mục thêm. Và chúng ta sẽ có một số lựa chọn như sau. Lựa chọn tải lên, tức là chúng ta sẽ tải lên cái hình ảnh bài tập của bé mà chúng ta đã chụp và cái hình ảnh này được lưu trên máy tính. Chức năng camera này chủ yếu sử dụng cho điện thoại. Hoặc chúng ta cũng có thể mở camera của máy tính lên và chụp hình của bé. Chức năng trình ghi video, để quý vị ghi một đoạn clip và tải đoạn clip này lên. Hoặc là ghi âm, thì chúng ta chỉ ghi âm cái âm thanh này tải lên. Hoặc là ghi hình màn hình hoạt động và tải cái clip này lên. Chúng ta cũng có thể tải lên một cái hình vẽ do các bé tự vẽ, hoặc chọn một mẫu palette để tải lên. Ở đây tôi hướng dẫn cho quý vị cách tải một hình ảnh chúng ta đã chụp bài tập của bé và lưu trên máy tính này. Cụ thể như sau, chúng ta chọn tải lên, chọn một download và chọn một hình ảnh bất kỳ, ví dụ như là đây là cái hình ảnh mà quý vị đã chụp cái bài tập của các con và đưa lên máy tính, thì chúng ta sẽ chọn đây và chọn open. Sau đó quý vị sẽ thấy cái hình ảnh này sẽ được tải lên ở trên cái trang Padlet. Chúng ta có thể thêm ở đây ví dụ như là bài tập hoặc bất kỳ một cái ghi chú nào đó. Sau đó chúng ta chọn nút public để xuất bản cái bài của bé trên cái trang Padlet của lớp học. Thì như quý vị đã thấy, cái bài của bé đã được đăng lên trên lớp học ở đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.